Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 2 tháng 1 2023 giá ổn định. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long đi ngang với các loại. Theo ghi nhận sáng nay tại Sa Đéc, các bến vắng gạo, giá gạo vẫn duy trì ở mức cao, khó mua được lượng, chủ yếu gạo chợ. Giá tham khảo hôm nay tại Sa Đéc, gạo nguyên liệu IR504 13.000 tới 13.200, OM380 13.000 tới 13.200, OM5451 13.700 tới 13.900, OM18 Đài Thơm 8 13.900 tới 14.100, lúa Nhật, gạo Nhật 13.000 tới 13.200, ST24 15.100 tới 15.300, ST21 14.700 tới 14.900. Gạo Sóc Nhuyễn 12.500 tới 12.700, gạo Lài 14.000 tới 14.300. Tại An Cư, Cái Bè, gạo nguyên liệu IR504 13.100 tới 13.300, OM380 13.100 tới 13.300, OM5451 13.800 tới 13.900, OM18 Đài Thơm 8 14.200 tới 14.400. Gạo Sóc Nhuyễn 12.500 tới 13.000, ST24 15.200 tới 15.500, ST21 14.800 tới 14.900. Tại Lấp Vò, gạo nguyên liệu IR504 và OM380 12.900 tới 13.100, OM5451 13.600 tới 13.800, OM18 Đài Thơm 8 13.800 tới 14.000. Tại An Giang, gạo nguyên liệu IR504 12.900 tới 13.000, OM5451 13.600 tới 13.700, Đài Thơm 8 OM18 13.600 tới 13.800. Phụ phẩm: tấm thơm thành phẩm 11.600 tới 11.800, tấm lùn sụn 10.900 tới 11.000, cám 7.100 tới 7.300. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy chất lượng, tùy nơi. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.